Hôm nay giới thiệu với các bạn một quyển sách cực kỳ đặc biệt của người bà Shirley Hunt. Bà đã qua đời rồi, nhưng mà những cái trang sách của bà thì luôn luôn là để lại một cái ấn tượng sâu sắc ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên. Và cái nội dung mà bà truyền đạt đó rất là ấm áp luôn. Bạn thấy những cái cảnh mà sống đời thường nè, trời ơi rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, vẽ rất là tỉ mỉ, đẹp ơi là đẹp. Quyển này thì mình đặt riêng, cho nên là trước khi giao cho khách muốn quay lại để làm kỷ niệm đó mà. Đó, rất là đẹp các bạn. Cái nội dung của bà nó vô cùng là gần gũi, vô cùng là giản dị. Bạn có thể thấy nó hiện diện ở bất cứ nơi đâu xung quanh cuộc sống của mình. Nhưng mà với cái nhịp sống hiện đại hiện nay ấy, thì chắc là cũng không nhiều bạn có được những cái cảm xúc khi mà đọc những cái trang này. Nếu mà tuổi thơ của bạn là một tuổi thơ hòa nhập với thiên nhiên, ít sử dụng máy tính, ít xem điện thoại, thì khi đọc những trang sách này bạn sẽ cảm thấy rất là mừng. Và mình mong muốn là các bạn nhỏ sắp tới của Kira cũng sẽ được hòa mình vào trong cái thế giới thiên nhiên kỳ diệu như vậy nhé. Rồi, mình đã hết một quyển sách rất là đẹp nè.